Sáng ngày 29 tháng 2, huyện đoàn Đắc Minh tổ chức lễ khởi động tháng thanh niên năm 2024 với chủ đề Thanh niên sung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Ngọc Hậu, huyện ủy viên, phó trưởng ban dân vận huyện ủy. Với chủ đề Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, nhằm thể hiện sự quyết tâm của tuổi trẻ toàn huyện, tập trung vào các nhiệm vụ chính: tình nguyện, tuyên truyền, giáo dục về truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam và đoàn thanh niên, tổ chức các hoạt động phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo ra những giá trị mới, những đóng góp nhân văn nhằm hoàn thành xuất sắc công tác năm 2024. Phát biểu tại lễ khởi động, đồng chí Y Thoa, bí thư huyện đoàn cho biết, trải qua hơn 20 năm triển khai kể từ năm 2003, tháng thanh niên đã thực sự tạo dựng được hình ảnh đẹp về thanh niên Việt Nam thời kỳ mới, xung kích, tình nguyện, sáng tạo, dám dấn thân vào việc mới, việc khó, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước. Cũng trong dịp này, huyện đoàn đã trao tặng công trình thanh niên cho đoàn thanh niên thị trấn Đắc Minh và trao năm xuất quà cho các bạn đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.